Chùa Phô Lô Tân Yêu được hình thành vào năm 1978 với quy mô ban đầu. Mà những ai chẳng chết được hình mình. Lời giáo huấn của Hòa thượng Tăng Nô, tổ trưởng hội đồng kế chia sẻ đức tỉnh, chúng con nguyện phấn đấu góp mình để vận động sư sãi, ban quản trị và Phật tử thực hiện tốt lời giáo huấn của ngài. Đồng thời tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Trọng Sơn, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Trần Đề đã phát biểu chúc mừng. Chúng tôi xin tiếp thu đầy đủ những nội dung trên để truyền đạt lại cho sư sãi Phật tử thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước, đúng theo phương châm sống tốt đời đẹp đạo trong thời gian trong mà quý vị và quý Phật tử đang chờ đợi bấy lâu nay, và giờ phút này thì cũng đã đến thời khắc đặc biệt nhất của ngày lễ cắt băng thánh thành thành tích. Chi hội phó, chi hội đoàn kết chia sẻ yêu nước huyện Trần Đề 7, xin cung thỉnh thượng tọa Trần Văn Tha. Có khi chương trình cắt băng xong thì kính cung thỉnh quý bà thượng thượng tọa cùng tụng kinh chúc mừng bằng bài chư dân đo đồng đều. Dạ, bây giờ bên đây thì đã thiếu một cây kéo, thì quý đại biểu bên ban tổ chức của chúng ta đã xin chuẩn bị kéo cho đồng đều ạ. Xin quý Phật tử và quý đại biểu chúng ta nhấn thời gian lại một chút xíu. Hôm nay chương trình cắt băng xin chuẩn bị bắt đầu. 3, 2, 1. Dân ta bồ tí mô lê sát nàng nàn tê văn tê nô đê văn toàn quý chí do hò hê chí sô chí do mẹn kê lê ta pa lang ke se pa tha vi pong ka de a pi se ke sa pa puan thi a nang a ka pa to pa mo ta te so nang ha tang so mang.